tất cả các bạn nha thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái vấn đề một cái chủ đề đó là chúng ta làm sao để hàng được cái những cái dây nhôm như thế này các bạn thì chúng ta biết là dây đồng thì chúng ta hàng thì thiết nó bám vào rất là tốt rất là dễ rồi các bạn còn nếu như chúng ta sử dụng dây nhôm như thế này để chúng ta hàng á thì nó hơi khó khó hàng cho chúng ta và để chi giảm được cái chi phí sản xuất cũng như là cái giá thành nó hạ xuống để cạnh tranh đó các bạn thì ngày nay các cái thiết bị thì người ta thường hay sử dụng bằng cái dây nhôm cho nó rẻ tiền nhưng mà việc hàng những cái dây nhôm đó các bạn thì chúng ta hàng nó sẽ rất khó khăn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta hàng được cái dây đồng hoặc là dây mạ đi ken như thế này vào trong cái sợi dây nhôm thì ở đây mình sẽ không sử dụng cái phương pháp hàng thiết bình thường các bạn mà mình sử dụng bằng cái chính bằng cái nhiệt độ nóng chảy của cái này để mình hàn cho nó dính lại luôn các bạn thì để sử dụng được thì đây mình có làm một cái thiết bị như thế này đơn giản như thế này tức là nó chỉ có hai sợi dây điện thôi cái dây này thì mình kẹp vào bình thường thôi các bạn còn đối với cái dây bên đây thì ở đây mình có sử dụng một cái lỗi than của cái cục pin tiểu các bạn cục pin như thế này thì chúng ta sẽ cạy ra chúng ta lấy cái lỗi than ở giữa này các bạn thì mình lấy lỗi than ở giữa nè mình bỏ vào trong một cái ống anten của cái radio các bạn đây lấy của đoạn ống anten như thế này đó các bạn lấy cái đoạn nào vừa thì các bạn nhét vô thì sau đó các bạn luồn dây điện vào thì các bạn nhét nó vô đây đó cái này nó trống hết từ đầu này tới đầu kia không có gì hết các bạn thì mình làm cái ống ở ngoài này để mình cầm thôi các bạn ngoài ra nó không có gì hết chỉ có cái đoạn này là mình sử dụng bằng cái cái lỗi pin rồi các bạn cái than đó các bạn than cái pin này thì để hàng được thì mình sẽ sử dụng một cái ắc quy một cái ắc quy đây thì hai cái dây này các bạn đó hai cái dây thì mình sẽ kẹp vào trong hai cái ắc quy quy này do mình yếu cho nó bị điện yếu cho nên mình đang sạc cho nó đây mình đang sạc cho nó do ắc quy nó bị điện yếu thôi rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thử hàng một cái đoạn dây nhôm với một cái đoạn dây đồng nha các bạn đó thì cái dây này các bạn thấy cái dây của biến áp lò vi sóng nè các bạn nó trắng nhách như thế này là các bạn biết rồi ha đó dây nhôm đây là dây đầu thì bây giờ để hàng được cái này mình sẽ tiến hành chập nó lại như thế này đó mình bẻ coi cái đầu lại các bạn sau đó các bạn dùng cái kẹp này cái kẹp này các bạn nói với cực âm ha các bạn sẽ kẹp nó vào đây thực tế âm hay dương gì cũng được các bạn cái này mình hàng chập thì nó như nhau thôi rồi đầu bên đây thì mình kẹp vào dây dương thì bây giờ mình sẽ tiến hành chập nó cho nó nóng chảy lên các bạn đó và cái này khi nó nóng chảy lên thì cái phần kim loại nó tự chảy ra và nó dính lại với nhau thôi các bạn chứ mình không có sử dụng thêm cái chất hàng đây thì chúng ta chỉ cần chấm nhẹ vài cái là nó dính rồi các bạn mình lấy nét lại ngay cho cái đầu hàng cho các bạn xem nha đó đó như vậy thì các bạn thấy ngay chỗ này cái đầu dây này là cái phần kim loại nó tự chảy ra và nó dính lại với nhau nè các bạn đó nó tự chảy ra và nó dính lại với nhau thì mình hàng nó không được đẹp mình hàng thì cũng không có chuyên hàng mấy cái này cho nên nó cũng không được đẹp lắm các bạn Tuy nhiên nó dính với nhau thì cái phần này nó dính nó sẽ chắc hơn so với khi chúng ta sử dụng hàng thiết các bạn. Đó, nó tự chảy ra và nó dính lại với nhau thôi các bạn chứ ở đây mình không có sử dụng thêm cái thiết hàn thì mình thấy trong mấy cái biến áp âm ly đó các bạn hoặc là các biến áp của lo kéo mà nó sử dụng cái dây nhôm các bạn sau thời gian mình thấy là nó hay bị hở cái mối hàng ngay chỗ này chúng ta sẽ sạc cái cái lo chúng ta không được thì mình đã cũng đã từng gặp cái trường hợp tương tự vậy các bạn đó là khi dây nhôm lâu ngày nó bị oxy quá nó nổi oxy quá lên á thì chúng ta sẽ hàng nó không dính nó không dính cái mối hàng nữa và chúng ta hàng bằng các phương pháp này thì mình thấy hiệu quả các bạn dây nó tự chảy ra và nó dính lại với nhau thôi đó hoặc là ở đây bây giờ mình sẽ hàng thử hai cái đoạn dây điện bằng đồng lại các bạn ví dụ như đây đều là dây đồng nè mình chập lại mình hàng thử thì các bạn thấy phương pháp hàng này nó cũng rất là chắc đây thì mình cũng sẽ kẹp một đầu vô mình cho nó chảy cái phần kim loại này ra các bạn Tuy nhiên thì thường thì dây đồng thì mình không có sử dụng phương pháp này các bạn vì dây đồng thì mình hàng thiết nó sẽ ok Còn đối với dây nhôm thì chúng ta sẽ hàng nó nó không dính bằng thiết hàng thiết thì nó không dính chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này Do các quy của mình nó hơi yếu các bạn mình hàng nó hơi xấu đối với dây nhôm ở dây đồng vì ác quy của mình nó cũ rồi các bạn cái dòng ra của nó thấp nó yếu các bạn còn nếu như các bạn có các quy mà mạnh mạnh đó, thì các bạn hàng nó sẽ ok hơn đó như vậy khi các bạn hàng thì cái phần kim loại nó sẽ tự chảy ra và nó dính như thế này thì nó sẽ rất là cứng các bạn rất là cứng đó cái phần kim loại nó dính lại với nhau rất là chắc các bạn đó rồi với chia sẻ này thì hy vọng các bạn sẽ có thêm cho mình một cái phương pháp để chúng ta hàn hiệu quả các cái mối nối bằng đồng hoặc là bằng dây nhôm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.